Nghe nói đây là món đặc sản phải thử ít nhất một lần khi đến với vùng đất võ, vùng đất của gió biển và những cồn cát vàng. Cùng khám phá mảnh đất Quy Nhơn nhé. Đầu tiên hấp hồn chúng ta tại Quy Nhơn chính là những bãi biển xanh ngát. Biển thì Việt Nam ta không thiếu, nhưng mà nước trong và bờ biển thoải dài như ở Quy Nhơn thì lại không nhiều. Nếu như sợ nước thì bạn có thể đi dạo trên những bãi cát dài ven biển, nghe tiếng hát của sóng, hòa tiếng gió và đưa mắt nhìn về biển trời bao la. Còn nếu như muốn gột sạch trần ai, hòa mình vào dòng nước mát thì hãy lột đồ và ôm biển vào lòng. Sóng biển không mạnh và cao nhưng mà cũng đủ du dương đưa đẩy người bơi. Mê nhất là độ thoải dài của bờ biển, đi bộ tiến ra biển vài chục mét mà chưa ướt vai. Sự nông nông và thoai thoải này chứ không sâu đột ngột, tạo cảm giác an toàn. Trẻ em hay là người lớn không biết bơi vẫn có thể tự tin tắm biển. Nước biển lại trong, có thể nhìn thấy tận đáy. Ghé thăm Quy Nhơn, vùng đất mà nhà thơ Hàn Mặc Tử đang trong giấc ngủ thiên thu, thì cũng đừng bỏ qua những làng chài ven biển nhé. Bình minh sáng sớm, từng chiếc thuyền đủ màu sắc dập dìu trong tiếng sóng. Thuyền đủ loại lớn nhỏ khác nhau, bập bềnh trong làn nước xanh ngọc, vừa tạo cảm giác yên bình, vừa mang đến không khí hối hả rộn ràng của vẻ đẹp lao động. Người thì nhanh tay kéo lưới, người thì gỡ lưới, hồi hộp xem hôm nay gỡ được cá gì. Người thì tranh thủ rửa sạch những con mực tươi vừa mới cập bến, hay là gom những mẻ cá cơm để gửi đi làm nước mắm. Giữa cái làn gió mang theo vị mặn mòi của biển khơi, tiếng sóng rì rào xen lẫn tiếng cười rộn ràng của ngư dân khiến làng chài nhỏ đầy sức sống. Chỉ đáng tiếc là số lượng người theo nghề đánh cá ngày càng ít và số hải sản đánh bắt được cũng vơi dần. Vì thế ta sẽ có cảm giác hụt hẫng một chút khi hải sản ở đây không phong phú như ta mong đợi. Nói về đồ ăn ở Quy Nhơn, người ta thường nhắc ngay đến món chè. Thế nhưng còn một món khác truyền tai nhau là phải thử ít nhất một lần khi đến vùng đất này. Một món ăn thoạt nhìn tưởng như là món lẩu, cũng có nồi nước dùng được đun nóng trên bếp lửa, cũng có đĩa rau đủ loại. Thế nhưng nồi nước dùng kia lại sền sệt như súp và người địa phương gọi là nước lèo. Và nhân vật chính, ngôi sao của món này, đương nhiên phải là những con sứa này rồi. Chính vì vậy nó có cái tên dân dã là món sứa nước lèo. Những miếng sứa trắng trong được thái đều tăm tóc. Trên mỗi miếng sứa ấy lại có những đốm vàng đẹp mắt khiến cho miếng sứa trở nên kỳ ảo. Khi ăn thì chúng ta chỉ việc cho rau thơm, nộm hoa chuối, tía tô, hành, vài sợi xoài xanh, dừa bào sợi vào trong bát. Gắp thêm miếng sứa trong veo vào bát rồi chan nước lèo. Nước lèo này được ninh từ xương và hình như còn có thêm thịt lợn xay, đầu tôm xay nhỏ, xào cà chua rồi cho vào đun cùng. Những miếng sứa rất là giòn, tươi, không bị tanh. Mình thấy ngon nha. Món đặc sản này ở Quy Nhơn được báo chí ca tụng là ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán, nhưng mà mình ăn thì vẫn thấy ngán như thường nha, bởi vì tại nước dùng nó hơi ngọt và cũng thấy hơi méo méo. Khi đến Quy Nhơn thì mọi người còn đi chơi eo gió, đi kỳ co, đến thăm mộ Hàn Mặc Tử. Mình đã đi và thấy không có gì ấn tượng, chả có gì thú vị nên là không quay clip và video đến đây là hết rồi. Nhớ đăng ký kênh YouTube của Toàn để cùng khám phá ẩm thực và những thông tin sức khỏe nha. Bye bye.